hiện nay chúng ta đang đối diện với giáo nghĩa của bản kinh, và tất cả những điều chúng ta học đều là chúng ta ứng dụng, chứ không phải chúng ta học như cỡ ngựa xem hoa, hoặc là chúng ta học để mang tính có kiến thức của chúng ta lý luận cho vui. Những đó nó thanh thiên, cái chuyển hóa vô tình bộ vào tướng đã đầy đầu hết rồi, bây giờ chân thiên vào tướng nữa thì không nên chút nào. Vâng, rồi khi đối diện với bản kinh, chúng ta thấy giống như là thị kinh như thị phật đó, thấy một bản kinh chúng ta tôn thờ từ đầu mình thì chắc chắn mình sống gần với phật, còn mình xem thường hay là lơ là thì nó không tốt. Và các bạn biết không, khi các lời người rất nghiêm túc, thầy nó đi nói lại, các vị đừng có nghĩ rằng thầy nói chưa, thầy thường nhắc nhở đứng trước Đức Phật chắp tay khấn nguyện: con hôm nay giảng dạy hiểu nghĩa kinh Đại Thừa và duy nguyện mười phương chư Phật chứng minh, giàu nếu như con nói sai một lời với lại Phật Thí Tổ, con nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ chịu vô lượng khổ báo cho việc không có tuyên thờ phát nguyện như thế để mà giảng kinh. Nói những cái chuyện tâm lý xã hội á, nó dở lắm. Nói cho người ta khóc, nói cho người ta cười, nói cho người ta khen, nói cho người ta cúng dường á, nó có khó đâu. Mà nói làm sao cho người ta giải thoát luân hồi, đó là mới khó. Và đưa người ta ra khối sanh tử luân hồi, đó là chức năng của những người tu hành. Còn làm cho người ta phiền não dở đẹp, có gì khó. Làm cho người ta rối rắm lên chỗ họ, có gì khó. Mà các bạn biết khi trong tâm mình an lạc, mình nói là cái gì người ta cũng cười à, mình nói là cái thiện tâm, thiện căn, thiện trí thì người ta vui cười. Nhiều cô Phật tử vừa chùa ngày xưa ở nước bộ Việt Nam, thầy hay nói chuyện tào lao, mà thầy nói tào lao xuất nhau cười. Tự nhiên có cô bây giờ thấy đi vô, thầy hỏi cô ba nên ghen còn được mấy cái. Thầy hỏi gì thầy? Còn mấy cái riêng, thấy mình hết riêng rồi là phải biết mình sắp chết rồi nghe. Nó rất là gần gũi, rất là thiết thực, nhưng mà nó cảnh tỉnh cho mình. Và nếu như chúng ta có một cơn bệnh, chúng ta biết đó là một cái điều may mắn. Không biết các vị nghĩ thế nào, thầy xem rằng bệnh là một may mắn. Vì sao? Bởi vì nhờ mình bệnh như thế, biết đâu nó giúp cho mình vượt qua những chướng ngại khác. Nếu như mình không có cái cơn bệnh đó, không có cái lần bệnh đó, thì nhiều khi mình sẽ làm khác, là cái gì đó. Có nhiều lần là thầy ngày xưa mà lúc còn nhỏ ra đi vô Sài Gòn tìm đường học, lên xe rồi mà tự nhiên cái bụng nó đau, đau quá mà tiền thì ít quá, và bây giờ nó đau quá ngồi trên xe thì không ổn, tôi đi xuống khối xe rồi mà đi về mới giận cho xong, nghiệp chướng nặng nề giờ đi học cũng không được, như vừa nằm tự than thân trách Phật. Rồi ngày hôm sau mới biết rằng cái xe đó lọ chết mấy người. Ồ, cái vấn đề của mình là hồ hồn tức là cái chuyện nó xảy ra như thế, không có cái bệnh đó tôi xong rồi, biết đâu trong đó có mình thì sao. Chúng ta thấy có những cái việc nó xảy ra, chúng ta cứ tưởng chừng như là ngoài ý muốn, nhưng mà thực ra đi sâu vô nghiệp chướng nhân viên, chúng ta biết hơn đâu là hơn, đâu lại xuống. Các vị đã nghe cái chuyện tái ông thất mã chưa? Chưa nghe hả? Nghe rồi, chưa có một số nghe rồi chứ? Dạ. Tái ông thất mã tức là cái ông già móc ngựa đó. Dạ. Ta nhớ cái lần tới rồi đó. Ông già móc ngựa. Và chúng ta biết đâu là hơn đâu là xui chính bản thân mình. Có những cái trường hợp người ta còn khỏe mạnh, người ta tạo nghiệp, người ta sống giống như là sống phơi phới như cuộc đời, vẫn sống hùng, sống mạnh, sống khỏe, sống ngon lắm. Mình cứ nghĩ rằng hình như không có nhân quả hay sao,
Sao người ta tạo nhiều việc ác như thế mà người ta vẫn có những cái hạnh phúc an vui, còn mình thì tận tâm làm việc gì cũng chu đáo, cật lực hết lòng, nhưng mà kết quả đến với mình toàn là những đau khổ não phiền. Rồi mình về mình nghĩ rằng ông trời không có mắt, mình nghĩ thế chứ, mình nghĩ ông trời không có mắt, hay là trời sao mà không có biết, trời coi như không có biết gia hộ giúp cho những người tốt, để những người xấu như vậy. Nói tới nhân quả, những trường hợp đó người ta hoàn toàn phỉ báng, người ta không nghe. Tức là thì có nhân quả, thực tế nó như vậy mà làm sao nói tới nhân quả được. Đó là những thực trạng xảy ra trong cuộc sống. Và quên mất một điều là tới một lúc nào đó, cái phước của con người bám thân họ, bám thân người đó, nó hết đi. Nó giống như là có tiền xài thì nó cũng hết chứ. Từ lúc người ta vung tiền ra thì thấy sướng lắm, nhưng mà sau khi hết tiền rồi mới biết hết tiền rồi chết thì không chết, mà xong nó cũng không xong, nó cứ nó ghét ngừng thở nó thở. Cho nên thầy tu hành là mong làm sao một là chết hai là sống, chứ đừng có nửa chừng, cứ nửa sống nửa chết khổ lắm, nó ghét ngừng. Có nhiều người nhầm đó, cái người cả bị lắm nè, tôi không có đâu. Và thương lắm. Cô vợ ở nhà buôn bán bún phở, lời mỗi ngày hơn 1 chỉ vàng. Rồi giữ vậy đó, cái thời đã tới mà. Nhưng mà ông chồng ông mua cái số kiến thiết thì nó không biết, ông mua một thời gian nó đun một cái nó trúng số độc đen, ông ta mừng quá. Bắt đầu là ông ta lên trễ với thầy, và có những người nói rằng ấy, cái người sống chơi đã giàu rồi còn trúng cái số nữa. Có người thưa với thầy, lúc đó thầy còn làm điều trúng rồi, còn điều nhỏ là nó biết hơn hay là biết xuống. Quả nhiên ông ta trúng cái số, ta mừng quá. Cô vợ khôn lắm, cô vợ nói ông cho tiền tôi mua một chiếc xe cánh én, hồi xưa chiếc xe cánh én lâu lắm, khi đó là xe cánh én đỡ cho ông thầy chùa bây giờ ông đi. Cái đó là cái đạo phước đó. Còn như ông làm thì làm tướng nhắc đụng vô y chang cái ông này á. Ông thưa quý vị là ông ở tên ông ở tên S. Ông S sao chứ? Thứ 8 là người ta S. À, là bữa đó ông giận quá, ông gặp ông Phật tướng kia. Ông Phật tướng kia nó ông giận quá. Ông lên chùa ông mép với thầy. Ông nói cái ông Phật tướng đó là vô chết thầy làm sao nối ông tiếp đời thế gì kia không nên. Thì thầy nói, nó nói cho cô biết cái gì. Ông nói là con dày mà nó nói là nó bóp con két là con chết không, nó bóp con chết két là con két chết. Thì thầy mới nói cái ông đó, ông nói cũng có lý. Tại vì cái ông đó to con quá mà chút nhỏ con quá, mà ông bóp một cái thầy nghe chút nhìn trù chết cái đầu két đâu. Một chút quá. Ông nói thầy mà khác không? Ơi, ông đã đừng ghét thầy mà thầy còn phi vô nữa. Mà thầy nói đúng, tại ông nó to con quá. Mà ông có chúng là chúng chết tiền cho chúng kịp làm ghét nữa. Chúng làm ghét được khá rồi đó. Cái là ông giận bỏ người. Ông biệt giao với thầy. Ông biệt giao với thầy. Và ở đó ông buồn. Cái là sau này chuyện này chuyện kia ông biết ông cứ nghĩ chắc cái số mà. Ông nghĩ chắc cái số. Một ngày ông mua cái số là ông mua một ngày, ông mua 1 chỉ vàng. Và ông mua cách gì em biết là hết cái số tiền mà trúng cái số độc đắc đó mua hết luôn, mà cũng không trúng số nào nữa hết. Người ta số với số Việt Nam có 7 ký thôi mà ông cũng trúng giải 8 luôn thôi. Thành ra cứ giải 8 cũng trúng hoài, thành ra hết tiền rồi. Bà vợ, cô vợ ở nhà buôn bán một tô phở cũng nhiều tiền. Thế là ông chạy đàn ấy, người ta đưa tiền á, là ông lấy bỏ túi.
là cô vợ cứ xem múc cho ông bác nó tiền bao túi mười số mà cô vợ cô than với thầy, cô than với thầy, thầy nói giờ làm sao? Bây giờ một á là chú giờ à, cô giờ là một là cô ký cái ly chị ông này, còn hai á là cũng yên miệng cô đừng nói tiếng nào nữa. Cô nói thầy đừng nói lại vì thầy bày lại. Bây giờ sao chứ chỉ có chuyện đó thôi mà cô than thầy nghe phiền não quá. Cái gì mà có cái ông chồng đây không, ông út ghét diễn biết mà cứ phá sản như thế. Một là mình ly dị, còn không thì mình đã yên thì yêu luôn. Và thầy tin chắc rằng cô yên sau này á, ông sẽ sám hối với cô. Mà chỉ một điều đáng tiếc này, tới chừng cô tha thứ cho ông thì chắc là em hết tiền rồi. Uy chang như vậy đó, uy chang. Có khi đeo ngã quỵ xuống, tiền của tan gia bại sản, nằm im nó cứ vậy mà khóc, cứ vậy mà khóc. Mà thầy tới thầy cúng thăm, thấy thầy nằm khóc. Thầy nói vậy chứ, có ai đâu mà khóc. Muốn mười số nữa cứ mười khác gì. Nên là nằm im luôn. Nằm luôn tức là khi người ta hối hận rồi, họ muộn rồi. Và lúc đó bắt đầu chúng ta thấy cái nghiệp nó đủ đối. Cái nghiệp nó đủ đối. Có những người nằm im ở trên giường, nằm họ họ tiếng họ cứ như là con bò nó họ, giống như con bò lúc người ta kết cổ nó họ tiếng đi vậy đó. Thầy hỏi sao cái chú này nghiệp chú lạ quá. Gia đình mới nói rằng là chú suốt đời buôn bán bò và giết bò, cho nên cái nghiệp của nó y chang như vậy. Gần chết nó y chang như vậy, y chang như là con bò nó họ như thế mà chết. Chúng ta nhìn trên mặt của cái người chết á, chúng ta đoán được người đó cuộc đời của họ tạo ra thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì trước khi chết thần thức của họ nó quay chiếu, nó quay, nó giống như là cái cuộn phim chậm, nó quay từ cái lúc mà mới sinh ra tới khi chết. Thành ra có những điều họ làm, họ giấu ai thì giấu, nhưng nên nhớ không thể giấu được lương tâm của chính họ. Và nó huân tập vô trong tâm của họ. Cho nên bây giờ này, cái lúc mà cận tử nghiệp diễn ra thì đó là những chúng tướng trong A La Gia nó quay ngược ra trở lại. Và người ta thấy y như một bộ phim chậm quay từ cái lúc mà còn nhỏ về tới bây giờ. Thường thường nó quay như vậy độ chừng cũng hơn 2 tiếng đồng hồ. Cho nên nó làm cái gương mặt của họ nó khác đi rất nhiều, hơn 2 tiếng đồng hồ. Như vậy thì ở trong những trường hợp này, nếu như mình có người thân như vậy bây giờ mình làm sao? Những trường hợp này mình làm sao để giúp đỡ họ, giải cứu cho họ? Đó là những điều mà chúng ta người Phật tử thấy giá trị của kinh Địa Tạng, và Đức Phật cũng như Đức Địa Tạng Bồ Tát thương xót chúng sinh vô cùng. Bởi vì cái lúc mà tạo nghiệp ở trong trạng thái vô minh kiên đạo, họ không có biết rằng nó nguy hiểm và khổ đau cho họ trong tương lai. Và tới khi cái quả nó tới rồi, lúc bây giờ họ mới sợ quá chạy trốn, lo lắng vô cùng. Chứ còn bình thường cuộc sống họ đâu có sợ. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả mà. Tới khi nào cái quả nó tới rồi, lúc bây giờ mình thấy mấy ngán. Đó gọi là làm cách nào để giúp cho người này tiêu trừ đi nghiệp chướng. Và thế là hôm nay chúng ta cần phải nghiên cứu đề tài này, được gọi là đề tài tiêu tai giải hạn như đạo Phật. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, trường hợp như vậy cầu sống hay muốn chết cũng đều không được. Muốn chết là có gì khó khăn phải không? Nhưng mà thật ra có những trường hợp muốn chết hay không chết, từ từ nó cũng chết. Sự thật là như vậy chứ không phải là thầy chứng kiến nhiều lắm. Từ từ mà không chết, từ từ người ta cứu không chết. Hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ, cho đến kẻ thân thích ở trong nhà, tối ngủ nằm chiêm bao thấy quỷ dữ, quỷ dữ nó tới nó rượt mình chạy. Có hồi xưa có ông chú của thầy đang nằm ngủ tự nhiên đứng dậy chạy. Tôi có cái ông to cầm cái đầu kỳ cái cây mà có cái đầu lửa chạy theo, cứ dụi lên người ông.
và vừa chạy và ông ta chạy sáng hôm vậy đó. Hoặc là kế thông thức trong nhà, có khi là chim bao thấy ông bà tổ tiên là cha mẹ cứu người thất cố à. Hoặc là thấy đi trên đường nguy hiểm, thấy đi trên đường nguy hiểm tức là con đường nó trong trên hoặc là nó trên đường sâu hay là ngoài biển khơi hoặc là trong một cái chiếc nào đó nguy hiểm à. Nghiệp trước nó đưa lại như vậy. Hoặc là bị báo đề, chúng ta biết là những thông tin đề dạng đầu tiên thầy giải thích cái báo nào không? Báo nó có nhiều dạng lắm nè. Báo thường thường á, cái gì thực thức á, khi nó có những trường hợp nó đứt đoạn, và trong trường hợp mà khi mình ngủ, cái gì thực thức nó chuyển, độ thường thường là có 10 năm nó chuyển một lần, 10 năm nó chuyển một lần, và thực ra thân thể chúng ta những cái suy nghĩ, những cái hành động chúng ta nó cứ mỗi 10 năm nó khác biệt rất là lớn. Và thường thường trong 10 năm thường thường chúng ta có một cái giấc chiêm bao. Mà giấc chiêm bao là chúng ta thấy là hình như con người mình mệt đó, giống như là mình bị đề xuất, bị đứt trạng vậy đó à. Đây là cái gì thuộc thức nó bị chuyển. Còn nếu như mà nó đứt đoạn là chúng ta chết. Gì thuộc thức là gì? Tức là một khả năng duy trì mạng sống của chúng ta. Dị thuộc thức của một con cá thì nó ở trong nước, dị thuộc thức của một chúng sinh ở trong địa ngục thì nó có thể chịu được cái sức nén cả ngàn độ. Đó là những điểm mà chúng ta thấy khác biệt. Có nhiều người nói rằng à, con là con người, bây giờ con chết con đọa làm một chúng sinh mà con đọa làm ở trong địa ngục, và địa ngục lửa nó cháy ngùng ngục như vậy thì làm sao con sống được trong đó? Làm sao có chúng sinh nào tồn tại trong một cảnh địa ngục như vậy? Người hố như vậy thật là thiếu trí tuệ. Nói như vậy tại sao có những cái con nào mà nó sống trong nước đầy hết cái cuộc sống như con cá đó, làm sao nó sống được? Rồi thậm chí như cái con dung cũng có những con chui vô trên bụng mình ở đó. Rõ ràng là tùy theo nghiệp của chúng sinh mà nó có một cái quốc độ, một căn cứ riêng của nó. Chúng ta không thể so sánh lại được. Chúng sinh ở trong địa ngục chịu đau khổ thì nó phải thọ căn giới đó, và cái gì thực thức nó sẽ chấp nhận ở trong trường hợp đó. Đó gọi là gì thực thức, hay gọi là khả năng duy trì mạng sống của một chúng sinh. Khi cái gì thực này nó thay đổi thì lúc bây giờ thân thể chúng ta sẽ cảm giác giống như mình ngủ một giấc bị bấn đề. Cái đó là những trường hợp bình thường, không có phải liên quan hết nào. Còn cái trường hợp thứ hai là có những chúng sinh đã chết trên rừng, nhất là những cây mà cây mít nài á, những cây á nó có tính chất linh thiêng và nó sống lâu, và nhất là những cây mà cái sớ thịt của nó dai và nhánh đó. Những cái loại cây đó nếu như có những chúng sinh nào mà chết ở đó, máu nó bám vào đó và nó cứ theo cái hơi ấm được cái máu cuối cùng và nó bám vào cái đó và nó sống và nó theo cái cây đó, nó là cái thân của nó tồn tại, nó sống trong đó. Và thế là người ta mua em rừng, người ta cưa xuống, người ta đem về người ta làm nhà, thì bắt đầu là nó theo vậy, nó của nó mà, nó theo vậy. Cái này là con mọc, chứ con mọc không, con mọc cái hình của nó đen đen giống như con mèo mung à. Và thực ra nằm chim bao thấy nó thò tay nó đè mình, cái tay cái ông gì mà đen thui to quá, sợ quá. Thực ra không phải là con gì đâu, mà con mèo. Nó cái lòng nó trù ra đó, mà thấy nó to này thôi, đừng sợ con này, con này thì không có gì hết, con này thì nó dở cái đề cao thôi, cái đề mà nín thở nó đi thì nó cũng chẳng làm cái gì, nhưng mà coi như đó mình thấy sợ lắm. Đó gọi là con mập. Rồi thêm một con nữa, tức là con quý cư vàng trà. Con quý cư vàng trà là nó không có tay, không có chân, nó hai nó không cái đầu nó với mình nó tròn như chung vậy đó, thiếu cái chung rồi, cái chung là làm tương á, cái chung vậy đó. Mỗi lần nó đi thì nó lên, cái loài này á là cái loài mà sáng không chịu ngủ giờ thần kinh, nó nằm lên qua lên lại đó. Mà dù là con kẹt bó nha, rồi nó thả đó, thần kinh nó nói lại, rồi nó chằn, nó lên, cứ nằm lên á, nằm lên, lên nó tròn như chung. Lên cảnh nó chết đọa là cái nghiệp nó cứ lên luôn và nó thích đoàn con người, thành ra là
cái giờ mà sáng dậy không, chiều dậy sớm, cứ làm nướng á, cái giờ đó nó đèn á. Các vị trên này tất cả những chất chim bao bị bắt nó đèn đều là những chất sáng sớm. Đầu hôm không có, đầu đêm không có. Chỉ có chất mà chúng ta ngu ngán á, tổ chừng 3 giờ rưỡi tới buổi sáng. Trong chùa 3 giờ trước trẻ mất làm sao bắt đèn được. À, vậy mà mình đi tiền bỏ lại cũng giường ấy, mình hối tiếc, nhưng mà mình lấy tiền mình đi hút mỡ. Rồi nếu mình hút xem rồi về mình sáng mình đem qua lại cho nó tròn, nó đi hút nữa. Biết làm sao mà nó không gọi cho cái hàng cứ bật ra được. Rồi chỗ này thì là nói với chúng sai, chỗ này chúng ta cũng mở mặt ra để cho khỏi được tư duy chút nữa. Nhưng mà thấy mình không muốn làm con cứ bật ra hay là muốn mình không có tròn như cái chân, thì mình nên thức dậy công phu thì cái lẽ này là nó khỏe. À, nhưng mà thì ở trong cái trạng thái này nó đi lâu lắm, nhưng mà nên nhớ nó cũng chán hại được mình. À, những người đó rồi bắn đi trong câu kinh, nó một câu kinh vậy mà chúng ta nghiệm ra nó nhiều thứ lắm. À, hoặc bị bắn đi, hoặc đi với quý thần, hoặc là với quý thần cùng đi chỗ này chỗ kia. Có quý thần nó rủ mình đi, mình cũng đi như là trong kia. Tất cả những cái trạng thái này là sao? Những trường hợp này nằm mãi trên giường, muốn chết không được, muốn sống không xong. Rồi nằm trên bao thấy quý dữ, hoặc là thấy người thân thích, hoặc là đi trên đường nguy hiểm, hoặc là bị vấn đề, hoặc là mình đi với quý thần. À, trải qua nhiều tháng, nhiều năm đến nỗi thành bệnh lao, bệnh bại, đêm nào cũng làm chim bao hết, không có giấc ngủ nào ngon hết, và thở lực mình nó suy kiệt xuống thành bệnh lao. Rồi mình cứ nằm, nhiều khi mình nằm nghiêng nằm gớm nhất, rồi mình sinh ra những bệnh khác, nhưng là do cái quá trình sinh hoạt mình nó sai, từ trong tâm nó như vậy, nghiệp nó chiêu cảm sinh ra sai. Cô Diệu Sơn phải không? À, cô Diệu Sơn phải không? Thì cô có nói thầy trường hợp là trong gia đình có một người cháu mà bị cái vong của người ông người cha nó nhập luôn, và người cháu lại bị bệnh não, cho nên ăn uống nó hay nhíu nhão, nhai miệng không kín. Nhưng mà khi người ông nhập vô thì ngồi ăn rất y như là người ông. Bây giờ chúng ta đưa ra một cái kết quả khoa học, chúng ta phân tích thứ sao? Tức là cái miệng của người này là một loại bệnh gọi là bệnh bẩm sinh. Thì tại sao khi cái vong khác nhập vô, cái thức khác nhập vô thì họ sinh hoạt không phải như vậy? Nói như vậy thì đem khoa học ra chúng ta chứng minh làm sao vừa cái thớ trạng của y học, chứng minh làm sao đây? Chúng ta thấy được cái chỗ này chỉ có trong đạo Phật mình chiêm nghiệm ra, còn trong khoa học nó không hiểu đâu. Nó không hiểu. Có nhiều người các bạn biết, nhiều khi là chứng kiến những cảnh mà anh có một cô gái anh có chiếc cơm anh không nổi, và tự nhiên vong nhập vô nó ăn một tô rồi chỗ này mà chứa, và mình thấy chứ mình không thấy thì sao mình tin được. Nói ra giống như là mình lừa gạt, chứ mà thật ra mình thấy như thế mà giải thích làm sao này, trong cái bụng của người đó, bao tử của người đó chứa tới đó thôi. Mà bây giờ một trường hợp khác nhập vô thì họ ăn như vậy, dù vậy giải thích làm sao? Thì rất là sao trong trường hợp này? Khó lắm. Cho nên cái nghiệp của mỗi chúng sinh nó mỗi khác. Mỗi chúng sinh thọ một nghiệp khác nhau, thành ra nó chiêu cảm cái thông này khác nhau. Và rõ ràng tất cả những cái gì chúng ta thấy trong chim bao, trong giấc ngủ, trong sợ hãi đó là do cái nghiệp của chính chúng sinh đó. Chúng sinh khác không có thấy như vậy. Nếu như mình tu, mình chuyển cái nghiệp của chính mình thì mình sẽ không còn thấy nữa. Mà mình chưa chiếm thì mình phải còn thấy. À, đều sợ quá, những mò thầy ta cúng. Mò thầy cúng cũng giống như là cái gì? Cũng giống như là thầy cho uống ít thuốc an thần, ngủ ngon giấc. Ồ thầy cũng linh quá. Nhưng mà ít bữa những việc nó trở lại. Cho nên thầy khuyên rằng là hãy nên chuyển nghiệp chính bản thân của mình, đừng có nương tựa ngoài tha lực. Chính bản thân mình phải có sự vào động, phải có sự chiếm nghiệp cho chính mình, chứ đừng có mà cứ phó thác ở bên ngoài nhé. Phó thác bên ngoài nghiệp của mình nhờ vị thầy nào mà chiếm được,
trong kinh nghiệm của chúng sinh bất khả tư nghị. Phật nói rằng chúng sinh mà không tự giới, người ta cũng bó tay, đừng nói là ai. Đức Phật bó tay đó. Nếu như mà Đức Phật giới nghiệp của mình được thì thôi, Đức Phật đưa mình ra hết luân hồi rồi, con đâu mà mình bây giờ mình còn mãi đây, trong khi làm từ của Đức Phật bao la vô tận. Đâu, Đức Phật đâu có muốn mình ở trong luân hồi, mà bởi vì cái nghiệp của mình nó trói mình mà mình không chịu giới thì làm sao. Cho nên rõ ràng là mình chuyển nghiệp chính mình, còn tất cả những cái phương tiện khác chỉ là cái hỗ trợ cho mình chiếm, chứ không phải nó là một cái yếu tố quyết định, nghe không nè. Trải qua nhiều tháng nhiều năm, đến nỗi thành bệnh lao bệnh bại, trong giấc ngủ cơ kéo thảm thiết sầu khổ, những cái này các vị thấy chưa hả? Thôi thầy thấy cái này nhiều rồi á. Nằm xuống ngủ là bắt đầu thấy ác mộng, thấy ác mộng là sợ hãi, sợ hãi tới mức không dám ngủ nữa, không dám ngủ nữa. Nghiệp ái tình của chúng sinh nó nặng nề luôn đó, chết là con ba lang thang rồi còn yêu thương. Có chứ không phải có đâu, có chết là con ba lang thang mà cũng còn thương yêu, không chịu bỏ, rồi thấy người ta đẹp đẹp đi theo, đi theo đó là ông bà mình muốn bắt cái bệnh đàn dưới, có nghe không? Bệnh đàn dưới, có nhiều người nằm chim bao, nhất là những người phụ nữ mà nằm chim bao. Rồi người có thấy có người đàn ông cứ họ ở trên chiên lóng lóng họ ngủ cả mình, thậm chí trong giấc chiên bao mình thấy còn ân ái với họ nữa. Có những cảnh như vậy xảy ra rồi nặng lên tới mức á là bắt đầu là có sự ghen thương nữa. Ghen thương là nhiều khi chồng đi đâu thì không sao, nhớ lắm, thương lắm, nhưng mà khi ông chồng vừa bắt đầu tìm cách đuổi xua, và cũng không thì cũng kiếm chuyện này chuyện nọ xảy ra trong nhà. Những chuyện này thầy gặp khá nhiều, và thầy biết rõ là do cái nghiệp ân ái của chúng sinh. Có những chúng sinh mà chết oan hồn bốn tử, nhất là những cuộc chiến tranh nhiều. Ở Mỹ này người ta sẽ nghĩ rằng tâm thần phân liệt, đưa vô bệnh viện cho uống thuốc ngủ hết rồi. Người ta nghĩ rằng là bố não bố óc, mà bố ngoài bố ấy thái chương cục mà cũng không sao. Rõ ràng nghiệp thấy chưa? Ta thấy nghiệp cầu kéo thảm thiết trò cổ. Những trường hợp như vậy Đức Phật nói rằng đây đều bị nơi nghiệp đạo. Nghiệp đạo, đạo là sao? Đạo là con đường, nghiệp đã là gì? Là cái quá trình tạo tác, cái quá trình hành động, cái quá trình sống. Là nghiệp đạo chưa luận đối quyết định là khinh hay là đạo, chưa có biết là phía nào, chưa ngã là phía nào, chưa theo đường khác hay là đường thiện, chưa rõ ràng, nó còn cái sự con thiết bên trong đó, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Nếu như mà nặng quá có thể là chết rồi giải nghiệp, có thể là trả xong nghiệp đó chết đầu thai kiếp khác. Ngày xưa chúng ta vô trong chùa, chúng ta thấy có một cái tượng, cái tranh mà Đức Phật ngồi an cư trong rừng, còn con khí thì nó múc nước, hai cái cây cũng dùng cho Phật, còn voi thì múc nước cũng dùng cho Phật, phải không? Chúng ta thấy trên đấy chưa? Bức tranh đó. Và sau khi chư tỳ kheo tới thỉnh Phật về và để làm cho giáo đoàn trở nên thanh tịnh trở lại, con voi với con khí mừng quá. Thấy sự thanh tịnh nó mừng, còn chúng ta thì thấy thanh tịnh nó không mừng. Cô lại nha, thấy người ta tu hành mà nó mừng, thấy người ta tinh tấn học tập mà nó mừng, thấy người ta thành tựu mà nó mừng, nó sinh làm tị hiền bên nhé. Nguy hiểm lắm, chỗ này rất là nguy hiểm, nó đỏ bài như vậy đó. Thì lúc bây giờ con khí nó mừng quá, nó nhén cái bụng nó cái bình ngàn ngửa ra trên, cho nên ai mừng quá thì nó nhén không. Nó thật, mà không biết coi không cho nhảy nha, chắc còn giờ chắc có người nhảy rồi, chứ mà chưa thấy ngủ bụng không. Trong văn hóa của Ấn Độ, người ta cho rằng chết là một cái hạnh phúc, cho nên cái vị thần mà múa múa thề đó là điệu múa của nữ thần Visa, tức là nữ thần quý diệp. Quý diệp là chi? Để tái sinh. Có những đứa con nó chết rồi nó sinh cõi trời,
rồi mẹ của nó bên cạnh cứ ngồi đây mà trông đứa con, thương đứa con quá mà nó chết lên của trời trước nó phục, mình ngồi ở nhà cứ đeo khổ là sao. Cho nên chúng ta thấy cái vô minh của mình à. Thì quan điểm của Ấn Độ là như vậy mà nó rất hợp với chân lý. Có nhiều khi có nhiều người làm rất nhiều việc phước đức và họ xả bỏ mạng sống này đưa họ tái sinh về cảnh giới sung sướng, hoặc là họ trả trăm cái nghiệp của con người thế gian này, họ vãng sanh những thế giới thanh tịnh an lạc. Chúng ta cứ thương tiếc người đã chết, chúng ta sống trong đau khổ, đây là một điều mà chúng ta phải xem lại chính mình nữa. Cho nên chết là đau khổ hay là hạnh phúc chúng ta chưa biết đâu là đâu, nhưng mà cũng có thể là hạnh phúc hay là đau khổ này chúng ta hoàn toàn dựa trên cái hành nghiệp của người đó đã tạo ra, chúng ta thẩm định sau đó. Chưa biết rõ cái hành nghiệp của người ta thì chưa biết chết ngày người ta sẽ đi đâu vào đâu. Có những người họ trả nghiệp trong đời này rồi họ ra đi một cái chết an lành, nhưng có những người họ chết một cách an lành nhưng mà họ đem cái nghiệp đó thì họ thọ sinh một kiếp sau đau khổ. Cái điều này chúng ta rất là khó phân định, cái tư duy rất là nhiều, nghiệp nó chưa có phân định nặng nhẹ cho nên chưa biết chết hay là sống, khó chết hoặc là khó lành. Mắc phàm tục của kẻ nam người nữ không biết rõ việc đó, Phật nói rất rõ rồi, mắc phàm tục của chúng ta không biết rõ việc đó. Chỉ nên đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng mà đọc tụng kinh này một biết. Tượng Phật là tượng Phật nào? Đâu có nói tượng Tạng đâu, không có mà. Ồ, cái này chúng ta còn đi coi lại nha, trong kinh không có nói chuyện Phật đề đề tự tạng. Cho nên rõ ràng không nói tới Phật Bồ Tát, nhưng mà thì tướng Phật nào cũng được và tướng Bồ Tát nào cũng được. À, chúng ta cẩn thận chỗ này, chứ ồ không có được kiếm tượng đề tạng, không có tượng đề tạng thân ngồi im chờ. Người ta đang chuẩn bị chết rồi mình ngồi đi chờ. Có trường hợp nào chứ không ai có đâu. Ồ, đi chứ tiếp dẫn cho nên không có được, không có được thờ tượng tượng của Đức Thích Ca. Thích Ca đâu có tiếp dẫn kiến tượng kia, tượng chỉ đà không là tiếp dẫn thầy vô lý không. Trong kinh Đức Phật nói có từng câu từng chữ thế này mà mình đâu nghe, đặt cái kỹ chiếu rồi chiêm nghiệm kỹ chiếu mình thấy ra liền, tại vì mình vội vàng quá, mình chậm nhanh quá, thành ra mình không lấy vậy thôi. Chứ mình thấy rõ tượng nào cũng được trong trường hợp đó, miễn làm sao hãy làm cái gấp rút có tượng nào là làm tượng đó, nghĩa là tượng Phật, tượng Bồ Tát là được, không phân biệt là tượng nào, thưa ông này. À, như vậy mà đi tiếp dẫn người ta cầm cái việc cản tượng được không? Cũng được cái thứ đúng rồi, được sao được, hàng có đôi được năm chục nha, có đôi được năm chục nữa rồi cái này là được rồi, nó rõ ràng chứ nó đâu có nó khó hiểu này. Đối trước tượng của Phật và Bồ Tát và to tiếng đọc tụng kinh này một biên, hoặc là tôi nhắc là trong những trường hợp bị bệnh người dại là chưa chết phải sống, chưa sống thế nào chưa rõ ràng thì đọc như vậy. Thưa quý vị nhớ cho là đọc chỗ nào, to tiếng đọc kinh này tại sao phải to tiếng? Người bệnh nó nghe, người bệnh họ nghe thì bây giờ thiết làm Phật ở chỗ nào? Thiết làm Phật ở trên đầu, ngay chỗ lên đầu chứ, ngay ngay cái đầu giường người ta phải không? Dạ, được. Thiết cái đầu giường người ta là bóp kính cái Phật rồi. Hỏi thầy để thì nghe cái bằng thờ Phật mình đọc kinh được không thầy? Không, sao mình quán đây này, tôi đây chúng ta đang có lý, chúng ta đang có lý. Có nhiều người họ câu chắc, họ nghĩ rằng an vị tượng Phật và phải tụng kinh trước tượng Phật. Thầy sư thầy nghĩ không cần cái này, chỉ cần to thiết đọc. Đức Phật đâu có nói là làm an vị đâu, Đức Đạo Phật đọc như bày đồng thời đâu. Trong kinh chỉ nói rằng là đối trước tượng của Phật thì đỡ tượng của Phật, tượng cái nào cũng được, đỡ cần chỗ đầu giường người mất đó. Rồi bắt đầu là mình to thiết đọc cái này đó chi, rồi được ít nhiều thì người đó họ nghe được một chút xíu. Điều cái điều mà họ nghe được là điều quan trọng, còn cái tượng đó chi đỡ cho tâm của mình được chiêm nhất,
như là cái tưởng nó có giá trị đối với mình chứ không phải có giá trị đối với người chết đâu. Có gì? Tại vì nếu như không có cái tưởng đó thì nhiều khi mình trao giảng, mình chỉ coi thường cái vấn đề mình đang gặp tụng này. Và có Đức Phật cho nên mình mới nhiếp tâm sâu sắc vô trong tượng Phật đó. Mình kính trọng giống như Đức Phật đang hiện thân và mình ngồi ở đó bắt đầu đọc. Nếu như ai đủ sức mà tự nhiếp tâm thì có thể không cần tượng. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy cảnh thì chúng ta sinh tâm, thấy cảnh Phật thì chúng ta kính ngưỡng, còn chúng ta thấy cảnh chợ múa thì chúng ta bố chen, tâm chúng ta cũng đi theo vậy đó. Vì vậy cho nên chúng ta đối trước một cái tượng Phật là chắc chắn nhất, rồi chúng ta đọc tượng to cái câu này. Hồi trước đây á, có một cái người thầy, thầy thì hay đi chặt cho người ta cứu thì nhiều, cái nhiều của thầy, thầy biết mà, là cái ông thầy tụng kinh cho người ta, mà tụng mấy ngày, và cái ông già mà chịu sự ông sống dài quá, ông chịu chết. Thành ra là trong nhà mệt mỏi quá, tự nhiên họ xin nghi sao cái không biết, mà tới chùa họ nên nghi thầy, mà thầy nghi cho họ nên nghi không đi cũng không được. Và tới thì làm phiền ông thầy kia mà thôi cho thầy tới thầy ngồi bên thầy đọc mấy phong kinh Địa Tạng thôi. Và thầy đọc xong các vị biết không, chuyện mới xảy ra chết ngất liền. Nghĩa là bây giờ là tai họa thôi. Ai ngờ là cái ông đọc chết mà cô gái nó mừng, tại vì nó mừng thật sự là nó phát ra nó được an lạc. Và các người biết một điều xảy ra ở trong nhà đó ai cũng biết, tức là họ nghe rõ, tức là cái tiếng của cha ở trên hư không nói xuống, tiếng ông cha trên hư không nói xuống nói là Bồ Tát Địa Tạng dẫn cha đi rồi, các con làm cho các con là nên tạ ơn thầy và Bồ Tát Địa Tạng đã dẫn cha đi rồi, gương vớt không? Mà trong khi là trước đó tụng lương hoàn sám rồi lễ sám rồi tụng Di Đà rồi giảng sanh mà tụng hoài đâu có giảng đâu. Tụng không có đúng kinh rồi thưa thầy. Đó cho nên chúng ta thấy tức là cái nhiệt của thầy tai quả thầy. Bây giờ người ta nói bùa ông thầy này nó có đạo lực. Bây giờ thầy chúng sanh sinh ra đấy, chúng sanh sinh ra thôi tôi nói gì được rồi, tự nhiên mà khen, một khen rồi các ông thầy các ông biết thầy. À, có gì đâu, các vị cười, ông thầy đâu phải ông Phật, ông bảo mới kiếp. Cho nên cái chuyện bình thường thì có gì đâu, ông thầy không đạo Phật. Cho nên có người lần nói chuyện bình thường. Tức là bắt đầu là nó chưa ra tai họa. Mà lòng đó là cái lòng mà thầy cảm nhận được cái sự mâu nhiệm, riêng vơi của ban cái Địa Tạng này. Cái trường hợp cái ông đó y như thế này, là ông là người thợ sen. Mà thợ sen của ông á, là ông đi kéo lưới chứ không phải là ông đi sen, ông đi cái lưới thôi. Cái lưới đó, nó nghiêng thế này, gắn cây thế này là con thú nó chạy qua, cái lưới nó sập xuống. Và ông thì cũng thường thường là ông thấy mà cái là con này mà thả được là ông thả à, chứ mà có giết rồi thì ông cũng có được một miếng ông ăn. Là không biết đạo, nghiệp nó lụng đối, chưa biết rèn thiện hay ác. Thành ra ta chịu cảm của bà này, thứ ba cái người thấy quý ruột, bị sợ hãi, bị chạy, bị những cảnh này giờ sinh ra trước khi chết. Tất cả nhân quả không bao giờ sai. Tụng to cái này một biếng, hoặc lấy những món vật riêng của người bệnh ưa tiếc, cái này họ gây vậy nha, như là y phục, đồ quý báu, nhà cửa, ruộng vườn, vân vân. Vì nhà cửa người ta đem bán này, thế là ta còn chết mình bán. Rồi sao nữa, hoặc là đồ quý báu như là mấy cái nữ trang, con lách đồ, mấy cái gì đó, sợi dây hộ, cương hộp tròn đã đem bán hết. Y phục, quần áo nào tốt tốt người ta kỹ, người ta không nhớ mặt đó, người ta còn chết cái cương người ta bán. Cái này được mà, khó thật, rất là khó thì không được, rất là khó. Ở đó có một cái cô Phật tử kia, cô chết mà thực ra mà nói á, thì khi mà niệm Phật á, cái người mà chết an lành thì gương mặt họ rất thoải mái, hồng hào, tay chân họ mềm mại. Thầy nhắc lại là chết an lành chứ không phải nói là họ vãng sanh nha. Chứ
nhắc nhắc rõ nhớ cho kỹ, đừng có bọn thầy cho đó là trên điện thoại là bản thân là qua với thầy. Thì cái cô này cô thấy cô chết hết thở rồi, thầy cố gắng thầy gọi yêu thầy niệm Phật. Các bạn biết là thầy nghĩ niệm tám tiếng hồ khô cô có không có giỡn đâu. Thường thường mình nói là thầy cũng thầy ngồi niệm tám tiếng vậy đó, nhưng mà cũng hơn là niệm người ta chết, nhưng mà thầy giờ đó mà có công đức niệm Phật hay nhiều hơn. Cho nên nhiều người càng chết càng nhiều thì càng tốt. Nó chịu thật là mình nhờ tại sao nhiều người ta chết mình ngồi đi niệm Phật, còn người ta không chết mình cứ làm công chuyện luôn à, làm chuyện này chuyện kia, làm chùa làm quan thôi. Mà khi người ta chết biết cái là mình phải rồi có thời con phu nữa đó, là mình ngồi yên bên mình niệm Phật hộ niệm với người ta. Và lúc bây giờ hộ niệm tự nhiên thấy cái mặt sao nó chiếu, cái mặt nó xám xịt mà nó nhanh nhó. Và lúc bây giờ thầy đưa cái tay thử, thấy trên bụng nó nắm chụp lên, ủa sao lạ, đang có những cái hiện tượng an lành, thầy tự nhiên chiếu sang những cái trạng thái tâm lý kỳ lạ, tay chân mắt mũi không phản ứng được nữa, thì làm sao đây? Thầy mới dừng lại, thầy lên cho bà Phật thầy cầu nguyện mà thầy thấy sao cũng lầm, nó có gì đó không ổn. Cái thầy mới xuống nhà chú, thầy hỏi này, đồ đạc của bà cụ trong nhà có ai đụng vô không, có ai làm gì không? Thì lúc đó mới lòi ra là con dâu với đứa con cháu nó đang lục cái tủ của bà. Thức mà biết rồi, ngược thức biết mà không làm được hết. Bây giờ thức tối giận mừng à. Và bây giờ làm sao đây? Mà cứ không phản ứng được, cho nên nó chiêu cảm làm gương mặt nó đeo đớn mà trong ruột nó tức lên. Đó là cái nhất của tham, của sân. Nhưng cái chỗ đó như vậy thì giờ làm sao? Bây giờ thấy gây con á, bây giờ mình ứng dụng đoạn kinh này người ta nấu xong rồi làm sao? Hả? Đó là sao mà chúng có địa tạng nữa hả? Lôi cái địa tạng ra luôn vậy. Mình kiếm gì khác chút xíu nữa. Làm sao đây hả? Thưa các vị á, nếu cái trường hợp này xảy ra phải linh hoạt hết sức nha, tùy duyên của linh hoạt. Có những trường hợp mà chưa có làm được, người ta chưa có xả được, thì lúc này nên tụng cho người ta một bí kinh, không niệm Phật nữa, mà phải dừng lại tụng cho người ta một bí kinh. Và kinh nào cũng được, kinh nào cũng được, nhưng mà cái kinh mà thầy muốn nói này là mình theo nghiệp. Ví dụ như thường thường những người mà họ sống có cái cốt cách kiêu kỳ chú giá, thì chúng ta nên lấy kinh Lưu Hồng Sáng, bởi vì kinh đó nó dạy cho cái hạt vua chúa và người ta thích. Còn nếu như những cảnh giới hay đẹp của Phật A Di Đà, tụng kinh Di Đà, hoặc là có thể dùng kinh Phổ Môn cứu độ của Bồ Tát Quán Thế Âm, tùy đó mà dùng, chúng làm sao cho nó phù hợp với cái sở thích của người đó. Nếu như chưa được nữa thì nên đọc 10 tên của 12 bộ kinh. Lúc đó nếu mình đã yếu rồi á, thì mình đọc tên của 12 bộ kinh. 12 bộ kinh là cái gì hả? Khất kinh gì, khất gì? Khất gì? Trùng tụng, thọ ký, cô khởi, bốn sanh, bốn sự, vô quán tự thuyết, vị trạng hữu. Có nhớ gì không? Ồ, ta bà thế giới nhớ rất là dối. Mà 12 bộ kinh mình không nhớ. Con cháu bao nhiêu đứa là nhớ hết. Chuyện bao nhiêu câu chuyện từ hồi xa xưa giờ nhớ hết. Sao không có? Thầy cái buổi đầu tiên thầy dạy đâu sao không có? Buổi đầu tiên trong kinh Địa Tạng, cái pháp hội này đầu tiên chùa Điện Tự thầy dạy rồi. Thưa các vị, là thường thường thầy dạy là thầy dạy theo giáo trình. Cho nên thường thường cái gì thầy nói rồi là thầy cứ nhắc lại, thầy không nhắc lại. Đấy, nó đối với thời gian nó thích cái khác. Một bộ kinh có 13 phần, không thể nào cứ ghi một chỗ mà nhai đi nhai lại được. Thành ra các vị nghe có thể tìm nghe lại cái gì đó. Nó quan trọng lắm. Vì đọc tới 12 bộ kinh đó chứ, nó giải người ta một số nghiệp à. Rồi nó giải nghiệp từ từ nha. Một bộ kinh trong nhớ hết thì 12 bộ kinh, tên của 12 bộ kinh, tên nó đọc một hơi là hết thôi.
tới một hai bộ kinh, nó trả một cái được một loại gì khác của người đó nữa. Nó giống như cái người này là bị cái gì? Bị nghiệp nó bao qua nhiều lớp. Mình chúng ta mở nó từng lớp từng lớp. Mỗi cái ý nghĩa của kinh, những ban kinh nó có những giá trị khác nhau. Và chúng ta dùng cái sự chiêu cảm khác nhau này để chúng ta giải từng lớp nghiệp của họ. Và khi những lớp nghiệp của họ được giải đi thì bắt đầu là nó chuyển. Nó chuyển ra. Vì vậy cho nên khi mà tâm họ đã chuyển rồi thì cố nối lớn một hai câu khai thị. Trước khi mở ra cái làm cái này, trước khi làm đó là cố gắng khai thị. Cho nên chỗ này khai thị quan trọng đó. À, nói cô chú ông bà cô nghĩa con muốn dùng cái này, bây giờ ông bà cũng mất rồi thì cũng bỏ thì không có giá trị nữa, cho phép con được xá thí, được bố thí, được cầu phước, để cho ông bà mang cái phước đó mà đi theo. Ví dụ như những cái câu đố như vậy chúng ta khai thị, lúc đó khai thị nha, khai thị giống như đố như người ta hiếu chúng mình không mình lấy, cho người ta thấy của người ta tự nhiên bị lấy là họ tức. Nhưng mà khi họ khai thì họ hiểu được chút ít thì tự nhiên họ sẽ sẵn. Như vậy rõ ràng những cái cách làm ở đây để cho họ xá cái nghiệp của họ từ trong tâm của họ, nhớ chỗ này kỹ, tức là mình phương tiện giúp cho họ xá cái nghiệp từ trong tâm của họ chứ không phải tâm mình đâu. Cũng phải Phật làm sao mà giải được, nhưng mà họ là sao, họ xá cái nghiệp từ trong tâm, cái nghiệp tham, cái nghiệp sân lẫn, cái nghiệp mà tích lũy, cái nghiệp sở hữu. À, cái tạo nghiệp đó bây giờ họ chấp nhận họ xả. Một khi họ chấp nhận xả rồi thì bắt đầu nghiệp nó chiếu trở lại lên mặt đó không này. Cái xả nghiệp đó trong kinh độ này lưới, tức là nhà cửa sao nó quý đối với họ, ruộng vườn nó quý đối với họ, trang phục nó rất là quý đối với họ, và bây giờ mình biết có họ xả được thì từ quý xả, cái pháp buông bỏ này khiến cho họ được giải thoát. Và cái xá của họ nó tạo ra phước cho người khác, nó tạo ra cái lợi ích cho người khác, cho nên phước của họ tăng lên, và phước họ tăng lên, công đức xá và phước tăng lên, họ sẽ được giải thoát. Cái này nó một cái cơ cấu nó rất là logic khoa học từ trong nội tâm của mình, chứ không phải một cái gì mà nó làm cho mình khó suy nghĩ. Cho nên Đức Phật nói tiếp thế này: đối với trước người bệnh đó mà lớn tiếng xuống thế này, chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bệnh này đối trước kinh tượng đem những của vật này hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng chư Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa chiền, hoặc thắp đèn dầu cúng dường, thắp cúng, hoặc cúng vào của thường trụ. Của thường trụ là của gì? Chùa chiền. Hả? Tam bảo. Của thường trụ á, thường trụ nghi thức của thường trụ là gì? Thường tức là thường còn, trụ tức là tồn tại. Các vị có một cái nhà, nếu như các vị cho cái nhà này con mình nó chơi bài thua nó bán, có chứ? Hay là con mình nó ly dị vợ nó, nó chia của, nó buồn quá nó đi nhậu cũng hết. Cái của đó không phải là của thường trụ mà của bị hư hao, của bị mất đi, chứ không này. Còn khi mà đã cúng vô trong của chùa rồi thì từ đời này sang đời khác không có ai được quyền xâm phạm trong của đó, đó là của thường trụ, không ai được quyền xâm phạm. Bởi vậy cho nên bữa nay thì khác nè, bữa nay thì ông ấy đã thầy sơ hữu rồi, ông thích ở các chùa đi. Có chứ, bán chuộc đi. Mình mới đóng là ông kiện ngay ra tòa. Tòa thấy cái nhân sự thôi, nhân sự thôi là cứ giải sự. Chứ đúng đó là ngày xưa khi cúng một cái gì là có bạch tên. Bạch tên. Và ông thầy chỉ là cái người sử dụng điều hành quán loại lý đó, chứ không phải là sở hữu. Sở hữu của một vị thầy chỉ có ba nghi một quần bác thôi. Nếu sở hữu thêm một thứ thì không chấp nhận, không đúng pháp. Thành ra là gieo vào ở trong thường trụ tam bảo một cái món đồ nào đó thì cái món đồ đó không phải là của riêng ai. Thành ra ngày xưa có nhiều cái đồ, một cái tượng Phật thôi, có nhiều người Phật tử về chùa thưa thầy cho con cúng hết cái tượng Phật, không được, cúng hết tượng Phật là tượng Phật là của người đó, và của người đó nó không phải là của thường trụ tam bảo nữa.
Thành ra cú thường chủ tham khảo là một cú chung, không ai được quyền đụng vô, không ai được quyền sở hữu nó. Đó mới là cú thường chủ, và chính điều đó mới tồn tại lâu ngày. Cú thường chủ tam bảo. Phật dạy rằng hãy xuống lên ba lòng như vậy, để cho người bệnh nghe biết. Xuống lên, xuống to lên như vậy. Tại đi chậm 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 lên, phía trước nha. À, trong nhà có người thân vợ đâu có bệnh tật, chưa biết sống chết làm sao, lưỡng đối nạn vậy làm sao. Bây giờ lấy những cái tài sản của họ, nhà cửa ruộng vườn hoặc là quần áo thế nào đó, tôi đứng gần cho họ biết họ chết rồi anh em, chứ họ mà biết cương ấy, thì nhiều khi họ sống lại mình có tiền mua đền á, thành ra họ mình nghĩ họ chết chết rồi á, thì mình cũng làm như vậy. Nhưng mà lấy cái quần áo mà ta cho hết rồi, người ta khuyến đi không có tiền, không có quần áo mặc, họ lôi mình lấy quá nhiều mà trả. Thành ra là bây giờ mình biết họ chết rồi, không ổn rồi, bây giờ mình lấy mình xa thí để mình tạo dựng cái phước cúng dường gieo và thường trụ, hoặc là bố thí, hoặc là như thế nào đó tạo tượng Bồ Tát, hoặc là xây chùa tháp, xuống lên ba lòng như vậy để cho người bệnh nghỉ biết. Xuống ba lòng mình cảm giác giống như là mình nốt nước lắm, cho thực ra người ta hiểu hay lắm, cái tánh linh của người hay lắm nha. Cái gì cái mà của người ta trong quý ấy, mình lấy người ta biết. Giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán đến hơi thở ấy, thần thức, thần là cái xác diệu, còn thức là cái gì? Cái thức này, con mắt mình nhìn cái hoa này, nó là nhãn kem, cái hoa là xác trần, mà thấy được cái hoa này gọi là thức. Như vậy, cái thức này nó sinh ra dựa vào hai yếu tố, là có cái đối tượng nó nhìn và có cái cơ quan nó nhìn, hiểu không? Tức là có con mắt và có cái hoa. Nếu như không có cái hoa thì lúc này không có thức. Cho nên cái thức nó sinh ra giống như hai cái cọng leo nó dựa vào nhau. Hay cái này ngã xuống cái kia ngã theo, cái này mất cái kia mất theo. Nhưng mà nó rất là nhanh, nó hiện ra nhanh lắm. Hay cái này nhìn là nó hiện được. Đó gọi là cái quá trình hoạt động của thức là như vậy. Nhưng mà thì trong kinh nói là sao? Tức là hơi thở đại nhất thần, tức là cái sắc thái diện mạo nó không còn nữa, và cái thức nó đã dừng, tức là vách không thở thoáng, tay không thở nghỉ, đó gọi là cái thức nó dừng rồi nha. Rồi hơi thở đại nhất, ta hơi thở nhất luôn rồi. Thời một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến mấy ngày, người này mà cứ niệm kim từ đêm luyện người ta nói tới 7 ngày, có mấy ngày chắc người ta không chấp nhận. Nhưng mà ngày xưa thì người ta chấp đỡ 7 ngày là bình thường. Bây giờ nói rằng niệm thì niệm mà thôi, thực ra mà nói thì người ta có trong nhà xác người ta còn đỡ lâu, chứ không phải là mình chọn ngày giờ thôi người ta còn đỡ lâu. Lúc bây giờ cái thức nó đâu à? Thức nó đâu? Nó ra cô xác. Cái chỗ mà nó đầu thai vô rồi nó chết, nó ra thế nào, có cần phải nhắc lại nữa không? Không cần nữa. Nó đầu thai nó chết, nó ra cố như thế nào thì biết rõ rồi. Bây giờ như vậy thì chúng ta biết cái thức sao, tức là lúc bây giờ cái thức nó di chuyển ngang với tốc độ suy nghĩ, nó tồn tại dưới một dạng thân trung cấp, nó ra cố xác nó sẽ tồn tại dạng thân trung cấp, và nó di chuyển ngang với tốc độ suy nghĩ, nó di chuyển ở chỗ cái nhà, ở chỗ những người con, ở chỗ cái xác đó, và nó cảm giác đang mong cầu một cái gì đó, u minh minh, không có định hình được, không có định hình được, hay gọi là ở trong trạng thái là giống như là trạng thái là như ngay như biết, không biết gì hết, cứ đi đi thế. Nhưng mà khi đụng tới những cái vật quý của họ, mà cầm vật quý đó mà nói, họ sẽ nghe được. Tức là cái vật quý này nó có cái liên hệ tinh thần với họ, và khi mình nối vào đó nó tạo ra một nguồn năng lượng kết hợp với cái liên hệ tinh thần này, thì nó sẽ chiêu cảm cái thần thức này lại gặp họ, và lúc giờ họ cảm nhận ra được. Cho nên cái di chuyển của thần thức này á, thành ra chúng ta gọi là gì, tức là nối như thế, hoặc là lớn tiếng sướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Người
người này họ nghe được trong trạng thái nào, nghe được ở trong bốn thức. Trong bốn thức là không nghe cảnh sát nữa, mà nghe trong trạng thái bốn thức. Trong các loại âm thanh, tiếng khánh là một loại âm thanh cao nhất. Thành ra các vị đồng hương nhớ dùng thầy công thức là nhịp bế thiếu đến ba thiếu, nhịp bế thiếu đến một hồi, nhịp bế thiếu đến hồi, nhịp bế thiếu đến hồi và dứt tứ bốn thiếu. Các vị đến tọa thảo đến làm sao nó phân biệt ra đâu là ba thiếu, đâu là bế thiếu, đâu là nhịp, đâu là số một hồi và đâu là dứt, nó rõ ràng từng lớp như vậy nha, tập tên không quen. Thì lúc này á, mình chưa đủ đạo lực, mình nên nương vô cái tiếng khánh này. Mình là đứng trước cái bàn thờ người đó, hoặc là ở bên cái vật quý của người đó, mình có thể đến tiếng khánh này. Và mình tụng kinh là lớn tiếng, hoặc là mình nói lớn tiếng, hoặc là mình dùng cái vật quý của họ, mình khai thị, thì lúc bây giờ họ sẽ nhận ra được. Hiện này chưa hả? Nó hơi trừu tượng chút xíu, nhưng mà cái nó là như vậy. Thành ra thầy, từ đầu là thầy hướng dẫn các vị là cái tiếng khánh đó, quan trọng cơ lắm. Tiếng khánh đó, nếu như không, nhiều khi cái tiếng của mình, cái tâm mình nó chưa đủ, mà mình nương vô tiếng khánh, nó tạo ra cái lực của âm thanh, nó đi xa hơn, nó vang cả cái chỗ trụ hợp giới này. Mình lỗ tai khàn, mình nói hết nói thì hết nghe, nhưng mà thực ra những loại âm thanh nó đã tương tác với thế giới này thì cá quả địa cầu là nó có sự thay đổi. Cứ như thế, sau khi người bệnh đó mạng chung, thời giàu cho từ trước có tội và nặng nhẫn đến năm tội vô giá cũng được giải thoát hẳn. Chúng ta thấy cái công đức mà Đức Phật cứu giúp chúng sanh có khi mà chúng sanh đã chết rồi và người thân còn biết quan tâm có thể giúp được người đó. Chúng ta thấy lòng từ Đức Phật quá bao la vô lượng và tìm mọi cách, cách này cái kia được cứu chúng sanh lúc nó còn sống. Thì họ không chịu làm việc thiện, bây giờ họ chết rồi, biết đâu trong đó họ hối hận. Chúng ta nỗ lực tìm một cách để làm uy theo chúng tiếng mà hướng dẫn họ. Từ trước có đồ có đọa vô, sau khi người bệnh đó mạng chung, thì dầu cho từ trước có tội và nặng nhẫn đến năm tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn. Sau đó thọ sanh vào đâu cũng thường nhớ biết những việc đời trước, rất là màu nhiệm. Họ sanh rồi cũng thường nhớ biết việc đời trước mình làm công đức và mình nhờ người thân giúp cho mình làm công đức và mình được giải thoát như vậy. Huống chi là người thiện nam người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này, tự mình biên chép kinh này. Ông tông và biên chép nó khác nhau nào? Ông tông á, mình cứ nghe người ta tụng kinh Pháp Hoa, đó là Kinh Thái Kho, tức là vua của các kinh, tức là mình ấn cấp Kinh Thái Kho mà đem mình cấp hết chùa lại cho chùa khác, mình cấp miết cho con mọt nó tụng, chứ không phải con người nào tụng hết, nó thật nó thật. Bởi vậy cho nên thầy khuyên Phật tử, chúng ta cúng những cái kinh nào ấn cấp kinh nào mà chúng ta biết rõ đạo tràng đó người ta sẽ sử dụng, thì mình cúng người ta sẽ tụng kinh nó có phước cho mình. Còn mình đem y một đống, nó chỉ sách thôi. Rồi đỡ đó, đỡ cho mưa, gió, cho hư họ cho một nát uống thư. Bữa nay Kinh Pháp Hoa là những sao chứ còn. Bữa nay thầy nhìn thấy là các đạo tràng người ta tụng Kinh Pháp Hoa giảm trở lại. Người ta không còn tụng nhiều như trước nữa. Trước đây có một giai đoạn nó nở rộ, người ta tụng Kinh Pháp Hoa, chỗ nào cũng tụng Kinh Pháp Hoa. Còn gần đây thì người ta không có thích nhiều nữa. Cho nên khi ấn tống, chúng ta phải cân nhắc chỗ này. Thà rằng á, là mình bỏ công sức ra, mình biên chép kinh điển. Biên chép là vì sao? Bởi vì chúng ta đọc một câu kinh, rồi chúng ta mới ghi thành chữ. Và chúng ta nén nốt từng chữ, cái quá trình biên chép đó, nó từ câu nó vô trong lòng của mình. Nó vô trong lòng của mình là chuyện quan trọng. Hiểu thế này? Nó vô trong lòng mình là quan trọng. Và chính cái thấm nhập kinh tạng trong lòng mình đây này cũng giống như trong tâm mình thắp lên một ngọn đèn, thì lúc bây giờ bao nhiêu bóng tối trong tâm tự nó tan biến. Cũng như thế, mình biên chép kinh điển, tức là mình thắp lên trong tâm mình đạo lý,
hoặc là báo người biên chép, mình biên chép được ấy thì mình nhờ người biên chép, mà nói chung mình cũng quan tâm, mình mới nhờ người ta biên chép, và dĩ nhiên người ta biên chép thì mình cũng phải có mình giúp đỡ người ta một cái gì đó, chứ đâu phải là người ta làm không cho mình được. Nhìn có qua có lại, hoặc tự mình đếp vẽ hình tượng của Bồ Tát cho đến bảo người khác đếp vẽ, tự mình đếp vẽ hoặc là bảo người khác đếp vẽ, người đó khi thọ quả báo chắc chắn nhiều lợi ích. Này Phổ Quảng Bồ Tát, vì thế nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này, không biết Ngài Phổ Quảng có thấy mình không? Đức Phật dạy Ngài Phổ Quảng không thấy có người đọc tụng kinh này, chưa giờ mình mới gặp, cho đến chỉ trong một niệm ngợi khen kinh này, phải có lòng cung kính đối với kinh này, tức là mình đọc rồi mình ngợi khen, mình đọc là cái miệng mình đọc nó thu vô, mình ngợi khen là mình phát ra, và mình cung kính tức là mình dùng toàn thân của mình, cả tâm lý các bạn cung kính. Thời ông cần phải dùng trăm nghìn phương trước khuyến hóa người đó phát lòng siêng năng, chứ đừng để họ thối thất. Thời có thể được trăm nghìn muôn ức công đức không thể nghĩ bàn với đời hiện tại và đời vị lai. Nói đến công đức không thể nghĩ bàn thì chúng ta cũng biết rằng không thể nào dùng hình ảnh nào, cách nào để mô tả được nữa. Như vậy thì hồi sớm thì chúng ta học cái gì? Trong trường hợp cứu độ người thân, và chúng ta tạo dựng những việc công đức như vậy để cứu giúp cho người thân của mình. Học bộ này rồi, tức là chúng ta làm cho đúng pháp một chút xíu nha, đúng pháp một chút xíu, chứ đừng có mà chạy về chùa rồi nhờ các ông thầy, rồi ra bệnh viện ơn ái ít câu, rồi chạy ra nghĩa địa ơn ái ít câu, rồi lắp xuống rồi sao đó, đó là công đức hoặc là siêu độ, đơn giản như vậy đâu, không đơn giản như vậy đâu. Thậm chí cái vị thầy đó chưa hẳn thì đã đúng tâm nữa, đây là những điều thầy thấy xấu hổ. Nói tới tăng sĩ nhiều khi nó đụng chạm, nhưng thực ra là thấy xấu hổ, tức là họ cúng giống như là thuộc bài ấy. Và thậm chí cái đầu của họ đỡ hơn đâu thầy biết chứ, không biết sao, nhưng còn như thầy bản thân thầy mà thầy đi cúng một ngày một đám hai đám thôi là thấy mệt, là chịu không nổi rồi. Tức là cái lúc đó thầy biết bản thân mình dùng rất nhiều tâm, chủ nhiệm tâm rất là sâu, và giống như là mình mà hết bởi vì cái năng lực mình đôi vô luôn cái người đã cúng đó. Cho nên khi đi cúng về nhiều khi không có đạt được nhiều hết, nhưng mà nó rất là mệt, tại vì mình tập trung cao độ, mình thấy rằng mình làm cái tròn cái trách nhiệm của một người thầy. Còn ở thế gian thì họ làm theo cái lễ nghi, họ làm cái quá chuyện mà cái xong làm theo truyền thống, và họ nghĩ thế là được rồi. Thành ra nhiều khi mình thấy mình bị lạm dụng kinh điển và mình thớ thiệt không đúng. Hồi xưa đó, đây thì thầy thấy chứ mà ở Việt Nam thì nhiều. Ngày xưa quý ngài mà thầy biết, mỗi tháng chỉ có đi gia trì một lần thôi, tức là chậm tới gia trì một lần thôi, tức là không được quá 21 ngày. Tại sao? Vì khi nhận một đám cúng xong, vị hòa thượng này phải ngày đêm trì chú và gia trì cho cái gia đình này, cho thân quyến này, theo cái duyên sự người ta thỉnh cầu, cầu an hay là cầu siêu. Và vị thầy này 21 ngày công đức với gia trì họ, đó gọi là gì? Là gia trì đúng không? Đó. Rồi khi tới nhà người ta, chẳng qua là biểu diễn cho người ta thấy thôi, cho người ta thấy cái việc nghi lễ để giáo hóa cái người còn sống. Chứ cái lợi ích này là cái lúc mà hòa thượng gia đình này và thường thường làm như vậy có mấy ngày còn lại thì lo công việc cho chùa chiền, cho bốn tự của mình. Thế là một tháng không có còn sức nữa, không còn sức nữa. Nhưng mà hôm nay nhiều khi nói xấu hổ, trong một tháng đi gia trì 10 lần một cái khoa nghi, cúng thường thường là 12 tiếng hồ. Mà hồi đó là thầy cúng là nó nhiều khoa, tiểu khoa, trung khoa, đại khoa trung già. Đại khoa trung già cúng 36 tiếng hồ. Thường thường thay ba đức tinh sư,
một lớp bên trưa như vậy ngồi im 21 tiếng hồ. Nếu như không có đủ đạo lực tu hành, chắc chắn không thể ngồi, cũng ngồi không cũng nổi rồi. Chứ đừng nói là có thể ngồi nhíp to thanh tịnh. Và 12 tiếng hồ đó là trung khoa, còn 1 tiếng hồ gọi là tiểu khoa chẳng thiết. Nhưng mà những đàn càng lớn là phải là trung khoa. Đại khoa thì bây giờ chắc không ai làm nổi, nhưng mà trung khoa thì có thể làm. Nhưng mà anh trước sao cũng biết còn phải 4 tiếng hồ. Những bài tán, những bài thính bây giờ không còn thính còn cát nữa. Đọc đọc giống như là gì, Đức Phật phải đi qua tiễn các ông chứng minh. Phật đi máy bay đi cũng kịp nữa, không kịp tức là ao 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 thế. Mình có hồi cũng thấy nó đau lòng, nhưng mà giờ sao, bây giờ mình biết nói sao nữa. Bây giờ tất cả mọi người như thế, có người thầy cho mà lên tiếng vô trình bị trái chen. Thành ra là chúng ta thấy những trường hợp là thầy bị rồi, thầy biết rõ những cái này, cho nên thầy rất là mong mỗi một ngày nào đó đủ cơ duyên phải có một sự chấn minh chính sửa lại. Chính sửa từ đâu? Từ hàng trên nhà trước, cái đạo Phật tướng sẽ đi theo. Chứ làm sao đó mà tu cũng chặt đó, chùa này gặp người cái chùa kia, ông thầy này gặp người ông thầy đó, cho tu lại đi. Tu chặt cũng gặp nhau, cũng gặp người ấy, nó mới sắp mấy ngày chết ghét hết mà gặp người. Mà nói nó đồ chả, nhưng mà thật ra nó như vậy á. Mình đi sâu, mình thấy nhiều khi mình làm những việc nó vô duyên quá vậy. Mình nghĩ đại thái vô thèm. Bây giờ sao? Bây giờ mỗi người nó ràng buộc quá nhiều. Nó ràng buộc trong môi trường, theo những cái tố chức, rồi trong mình mà đúng thứ đó. Khi mình đi vô đó, chưa chắc mình đi ra nổi. Nhiều khi mình vô đó, mình lại im đó luôn, nhưng cũng không bằng, không bằng quý ngài nữa. Không bằng người ta nữa, đừng nói là mình cho trách ai. Nhưng mà, sự thật nói sao để mình thấy là chính mình tự với một mình quá nhiều. Nhưng mà thì, ở trong hoàn cảnh này, chúng ta nỗ lực tìm cách chúng ta thoát ra trong sự tu tập tinh tấn. Và cứu giúp cho người thân, rồi mình biết tụng kinh niệm Phật, mình biết tạo dựng những công đức để tự cứu giúp cho mình. Đây gọi là gì? Đây gọi là tiêu tai giải nạn. Vì là Phật mình chúng ta đưa lại đây. Quý vị còn có người đang chúc mừng tai để con có gì? Quý vị chúng ta trình bày thầy nghe. Dạ dạ, mời bà cô ăn hốt. Chỗ mà tại trạm của cái thất thất mà mình đụng chạm tới là người ta có thể không ra đi về thì không đúng mà mình mong linh để mà cầu cho người thân, cầu cho người thân hiểu được cái chuyện mà mình đem của cải thường trụ của đem của cải của người thất thất vào bữa từng độ hoặc là làm bố thí rồi, không biết người ta có chịu nghe. Cái đó mình phải khai thị. Cái khai thị mà họ nghe được không, cái vị thầy khai thị này đủ sức biết, đủ sức biết. Dạ. Dạ dạ, cô cũng nói thầy. Theo ý con mà những người già lớn tuổi như con, trước khi mà mình biết mình yếu đau bệnh phân tán của cải trước cho con cái và gọi về gỡ về thông báo để muốn chặt ra chứ để khi mà gần mặt rồi nó hỏi cái gì nghe có thật quá. Cái này là cô đưa ra cái giải pháp về cuộc sống, nhưng mà ở trong kinh ấy, thì nói rằng là trong trường hợp người đó không phải không có cái quy tâm bảo, người đó họ không có chịu xả thí thì chịu thôi. Cái trường hợp đó là mình không thể nào mà mình làm được gì họ, khi họ cuộc sống họ không chấp nhận thì mình chịu thôi, đó là của người ta mà. Nhưng mà Đức Phật nói rằng ở trong trường hợp đó tướng chừng như là bất khả kháng rồi, là hết cách rồi, nhưng mà người thân muốn cứu giúp cho họ thì nên làm như kinh văn đã hướng dẫn. Có hiểu không này? Dạ. Con nghe người mà thầy hiểu rồi. Mà nằm đó mà tiến cái mặt mà đó đó là trong con gái gì mà nó đụng cái cổ cả rồi nó vô. Dạ dạ. Cái này là sao? Bởi vì sao?
thiếu cái vị thầy khai thị. Có hiểu không? Tức là cái vị thầy khai thị là sao? Tức là dùng cái định lực của mình nối làm sao cho trong bốn thức người ta nghe và người ta hiểu được. Cái đó đòi hỏi là cái vị thầy này phải đủ khả năng. Chứ giờ làm sao? Giờ Phật tử nối lỗ tai người ta không nghe được nữa, người ta đâu có hiểu. Nhưng mà trong cái tâm người ta đụng tới cú người ta là người ta chiêu cảm. Giờ thì mình cũng dùng cái định lực của mình nối trong cái khai thị trong sự chiêu cảm đó là người ta sẽ hiểu ra. À, cái này nó phải kén chọn. Con nghe thầy nói là mọi người bệnh hoạn mà coi như cũng cái người bệnh mà cũng nhiều lần không có không chết, con nói đại không chết thì đến khi thầy đó là chết, con có bị chữ là con có cái ban hộ niệm theo cái hàng tự tử chứ con có hết gì, con thấy ông thầy đó con tụng kinh mà cha của cái người đó cao trầm trọng có thể là rất là khổ sở, không bỏ không đi làm con chị cũng không chịu. Nên khi chiều cũng về cái tối cha thấy con chữ tôi quá thì tối là không thấy con quỷ qua tụng kinh mà cha sao vậy làm bước không bao quả thầy dẫn mình đi chứ mình dám đi dạ. Mà thầy có sao chịu được chữ dạ được rồi hay được không tại vì cái này là một cái trường hợp rất là bình thường. Cho nên khi mình đi hộ niệm á, mình phải chuẩn bị một tâm lý là chấp nhận điều này. Chấp nhận điều này. Dạ, không chấp nhận. À, chấp nhận cho thầy, dạ thôi, thầy đi hộ niệm mà đi chôn cho người ta có một chút chôn. Mà con người ta nó nắm cái áo thầy, nó kéo cái áo thầy. Nó nói thầy trái cha con lại cho con. Tức là họ thất, họ đau khổ, họ mất mát á. Cho nên họ nối ra những cái ngôn ngữ ở trong cái sân si, trong cái vọng tưởng điên đảo thì mình mỉm cười thôi. Cho hở là mình thấy mình buồn á là mình không thể làm được cái việc đó. Dạ, cho nên cái đó là một điều mà mình phải phát nguyện, mình chấp nhận. Dạ, nên như vậy mới được. Có nhiều khi đi đến nhà người ta không biết hết á. Một ly nước cũng không có. Ngồi tụng nó khô cổ không có một ly nước nào. Người ta xem mình giống như là có sẵn nghệ á. Rồi nó chết nên rinh mình tới thôi. Cho nên nhiều khi thầy nói hồi xưa thầy có bác một chút đệ tử thầy vô xin xuất gia, thầy nói thôi con thầy đỡ rồi con đừng có tu chi con. Thì thôi chứ cho con muốn tu thầy nói lại vì thầy nói là thầy đỡ rồi chứ đám cưới đám cao bào đám chết đám bào luôn rồi con. Đó là cái vậy á, mình nó sống vui vậy đâu không bao giờ nhớ tới mình, chừng ngàn nữa là chết là nhớ thầy luôn. Chúng ta thấy rõ đó là cái mình phát cái nguyện, phát nguyện. Nếu như mình không phát nguyện được, mình sẽ bị phiền não. Và cho nên mình làm theo cái nguyện của mình. À, chuyện này rất là bình thường, mình phải chấp nhận cái này. Nếu thầy xin phép thầy trả lời một câu hỏi như thế này. À, kính thưa thầy, con kính thưa thầy giải thích cho chúng con biết là việc cúng thí thực có phải phẩm vật cúng cô hồn tuyệt đối không được dùng tới, phải bỏ đi không đi vào nhà. Lý do năng lượng của âm rất đen tối nặng nề, nếu mình dùng thì đem năng lượng xấu vào cơ thể sẽ sinh bệnh tật, có phải vậy không? Kính thưa thầy giải thích mô Phật A Di Đà Phật. Cái này nó cũng có nửa đúng một nửa sai, một nửa đúng một nửa đạo. Tức là những phẩm vật đem cúng cho cô hồn rồi thì không có nên dùng. Cúng nghĩa là sao? Nhỏ hơn mình là sao? Là mình cho, bạn mình là mình tặng, lớn hơn mình là mình biếu. Người ta mới chết là mình biếu, người ta chết lâu rồi là mình cúng. Hiểu không này? Cái cấp độ đó sử dụng những cái trường nghĩa như vậy thì cứ là mình hướng tới một vật, người ta một cái vật nào đó. Nhưng mà thì mình đã cho rồi, bây giờ mình rinh thì em lấy gì em được? Tự nhiên cho người ta đổ lại à? Hiểu không này? Trên cái lý bình thường nhất là chúng ta thấy là mình đã cúng rồi là không nên lấy lại. Và chỉ có khác nhau một chỗ là cái loài cô hồn các bác này họ ăn cái gì, ăn như thế nào. Tức là trừ cái loài nhập chúng ngã quỷ thì họ ăn bằng cái gì? Ăn bằng vật chất, cúng họ ăn là ăn hết mà đi. Còn tất cả những loài khác nó nương vào gió mà nó ăn.
Thế anh mà cách nào nó hướng cái hơi bên trên thôi, mà nó hướng cũng không mất cái hơi đó, tức là nó hướng về một dạng tâm thức. Và ông thầy tuốt bằng cách nào? Dùng tâm thức của mình nghĩ ra cái gì, đọc chú và nghĩ ra cái gì thì nó hiện ra cái đó. Thành ra có một vị gia trì sư đi cúng, đi về, cô hồn nó vừa nó lách dẫm, thưa thầy cho con thuộc lại sách không có em không được. Thầy chọc mình. Hôm sau thiết đàn cúng trở lại. Vì sao? Bởi vì trong cái lúc mà gia trì ngài đi cúng mà ngài quên khóa cổng chùa, thành ra trong đầu cứ nghĩ chìa khóa, cứ nghĩ chìa khóa, đang cúng một nghĩ chìa khóa, cái tâm thức nó hiện ra toàn sách. Cô hồn nó đọc cái chìa khóa là cái gì? Để viết sách thôi. Nó thầy cho con sách không có em có được, vừa nó xin lại. Tức là ông thầy có trách nhiệm lập lại một đàn càng và cúng tại vừa ngồi nó vừa lại. Chúng ta thấy không? Tức là sao? Là do tâm mình nó biết ra. Có một lần đó là lúc đó thầy có 18, 19 tuổi không nhớ rõ. Lúc đó có một cái cô Phật tử ở gần cái chùa mà thầy mới tới được 3 ngày. Hồi đó chưa thọ tỳ kheo, còn chú. Vậy mà cái cô này sang chùa, nói với chùa coi chú không? Mà thầy đỡ tên Hưng á, thầy bảo là coi chú Hưng ở đây không? Không có. Cái là người ta nó lạ quá, con không biết chùa, con không biết Hương là ai, cũng làm chi ba hôm rồi, là con gái của con đó, nó nói rằng nó rất là đối, và nó báo sang chùa mời chú Hương cúng cho nó ăn. Tự nhiên làm thầy quen của ba đấy, có quen biết gì đâu mà nó nói vậy đó. Làm sao bây giờ mình giải thích làm sao trong trường hợp này? Tức là nó mời, bây giờ làm sao phải đi cúng, mà thật sự thầy không biết nào cúng. Không biết cúng làm sao hết, nên hỏi ông thầy, ôi thầy phong quang giúp con, thầy cúng làm sao, cúng cái gì đây mà con không biết cúng làm sao đây, con không thuộc ai hết. Ông có đưa cái nguyện cúng thí, tại hồi đó chưa học cúng mà, đưa cái nguyện cúng thí, thì thầy ông nói rằng tới cái chỗ này, đặt con này, là quán thưởng là cơm, gạo, bánh, trái nhiều lên, cứ đặt con đúng là quan trọng lên này, thế là nó dài, bắt đầu mình giác chuông bỏ đi. Là lần đầu tiên mang cung đến xứ người á, nói là ra đi, tới cái gõ cốc, mấy con đầu mình không biết ở đâu, nó ngại muốn chết, tại vì sợ mình cũng ta hỏi người ta cười, nhưng mà bây giờ mình người ta thì ra là đâu ai cười đâu, tại vì người ta đâu biết đâu có mà cười, thế là mình cứ quên, mình tụng tới câu đó nhớ phải dạy vậy, thế là mình cũng nhiếp tâm tưởng tượng là cơm gạo bánh trái đủ thứ sơn hào hải vị cứu tượng này. Vậy mà hôm sau á, bà sang chùa cảm ơn. Bà nói này á, là cô nó vừa cảm ơn, nó nói ông thầy, ông có đồng chú, nó biết là nhiều, đau lắm, ăn hoài không hết, mà cô cho rất nhiều người được ăn hoài không hết. Như vậy, chúng ta thấy không? Đó là những chuyện mà thầy trải nghiệm, thầy thấy này. Cái gì? Gọi là cái gì? Là sự chiêu cảm của tâm. Và nó em là cái gì? Em về cái tâm thức đó. Mà đồ là còn nguyên, mà dĩ nhiên là nhờ thái đồ mà thầy mới tướng nó được. Còn không có cái đồ là nó biết tướng cách nào. Không tướng nó được, thầy nhờ cái đồ đó. Như vậy thì trong trường hợp đó, cái người không phải là cái người đứng ra cúng, mà là người gia chủ, hoặc là cái người tớ dự, thì người ta có thể bưng vờ thầy em được. Hiểu thế này? Hiểu gọi này không? Tức là mình từ cái người gia chủ, người đứng ra cúng thì mình đã cho rồi, trong tâm mình đã cho rồi, thì mình đọc cái đồ đạt được nữa. Nhưng mà cái người bên hông này cúng xem con rồi, vật chất là nó còn mình ăn được. Cái người khác. Ồ, các bạn biết không, ở Việt Nam mà thầy làm những cái đàn càng trống mà cũng chưa xem mà nó ăn hết rồi. Cô hồn sống biết không? Ở đây được không? Khi đang cúng nó làm nhau sẽ cho nó chạy như mình đi thiết nhé, mà nhìn cái một chuyện gì thấy còn nó như vậy đó. Đây là những cái cảnh rất là bình thường thôi. Như vậy thì ăn được hay không ăn được là tùy theo đối tượng, nhất là vị thầy cúng là không nên ăn, và cái người gia chủ đứng đặt cúng cái này là không nên ăn, còn bao nhiêu người khác là được ăn. Rõ chưa hả?
Rồi, đi là Phật. Rồi, còn có nào nữa? Cô còn có nào nữa không? Có gì không biết cô hỏi tự nhiên. Chúng ta đến với đạo tràng rất là thoải mái. Dạ. Khổ lắm, tại vì có nhiều người họ không đâu phải như mình đâu. Có nhiều người họ không biết đạo, họ bo như vậy. Thậm chí, xin lỗi, chứ có nhiều người vợ con người ta đỡ cho đứa khác. Và họ cũng tiết kiệm luôn. Và họ không biết đó, họ sắm 20 cây vàng, họ cất ở trong nhà. Và vàng lên giá, họ mừng, họ cười. Mấy người sao hạn hạ giá, họ buồn, họ đeo khổ. Và 20 cây vàng của Nguyên. Cái này có không? Có. Có chứ. Họ nhìn vàng lên giá, hạn hạ giá, họ buồn thì nói vui thì đó. Mà 20 cây vàng của Nguyên mà trong nhà thì đối khổ. Cái trần đâu mà không có đâu. Rồi, như thế là không còn gì nữa hả? Thôi, ngày mai chúng ta hẹn gặp lại vào 1 giờ. Xin mời quý vị chúng ta đứng lên mọi hướng. Mm-hmm.